nay là ngày nhận lương của Tuấn 6 triệu. Thì theo mọi người là 6 triệu liệu gia đình có hạnh phúc hay không? Thì mọi người xem hết clip của Tuấn nhé. Còn ngày hôm nay thì YouTube của Tuấn là Nàng Dâu Sapa. Mọi người nhớ đăng ký và like, subscribe ủng hộ cho Tuấn lên 1 triệu người đăng ký nhé. Bây giờ thì đến với Tuấn. Nếu mọi người thấy video này đúng thì mọi người chia sẻ livestream, chia sẻ video và thả tim cho bên nhà Tuấn với nhá. Còn nếu mà thấy chưa đúng thì comment đừng góp ý. Hôm nay vợ anh rảnh thế, ngồi làm ruốc à? Làm mũi cho con ăn, với lại sáng con đi học cho ăn cháo, con ăn cùng xôi. Vợ hôm nay không nhớ ngày gì à? Con! Sao không đến? Thì tháng nào trả 5 triệu. Tháng này hơn thì sao? Hay ít thì sao? Đến đi. Ôi! Tháng 6 triệu cơ. Thế mọi tháng sao lại có mỗi 5 triệu? Này, anh cho em thêm 1 triệu. Bình thường lấy đấy 1 triệu. Nhưng mà tháng nay anh đưa. Yên tâm, không đi đâu đâu mà sợ, không anh, làm gì đâu. Anh lấy 1 triệu gì? Anh lấy 1 triệu mà để đổ xăng này, bạn bè rủ đi uống nước thì còn đi. Thế mà tháng này không lấy, hai tháng này phải nhiều hơn đấy. Không, tại vì... Không biết là anh em mình có biết đến là lương của một người ô sin bây giờ cũng 5 đến 6 triệu, mà lương của một người trông trẻ cũng 2 đến 3 triệu rồi. Ấy vậy mà vợ mình kiêm cho mình từ A đến Z như thế. Chưa kể là những cái ngày mà anh em mình ốm đau bệnh tật, vợ đi mua thuốc rồi các thứ cho mình, rồi đấm lưng xoa bóp cho mình. Thế thì cái tiền đó mà anh em mình tính vào đâu, và cái công sức đấy anh em mình tính là bao nhiêu? Nên là các anh em mình đừng bao giờ tính toán đồng tiền với vợ. Dù bạn có đưa bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không đủ đâu. Là mọi người thấy thế nào? Mặc dù là các bạn có ít tiền hay nhiều tiền không quan trọng, mà quan trọng là cách sống của mình đối với vợ như thế nào nhá. Còn hôm nay thì bên nhà Tuấn vẫn bán thịt trâu với thịt lợn ở bếp đóng hàng gửi cho mọi người đầy đủ nhá. Gói 200g thịt trâu ăn thử thì chỉ có 180.000 thôi. Đây là một combo ăn thử bên nhà mình. Mặc dù là gói ăn thử nhưng đủ cho 2 đến 4 em đấy. Nó chỉ có 180.000 ạ. Ăn ngon lần sau mọi người đặt cho Tuấn 500g đến cân nhá. Combo ăn thử thì sẽ gồm có một lọ nước chấm này, chấm chéo ướt nhá, và một gói chấm chéo khô ở trong này rồi. Và kèm trong này cho mọi người là một gói khăn nước. Nếu ai mà ăn mà chưa có gì để lau tay thì mọi người có thể dùng cái này để lau nhá. Và cảm ơn mọi người đã xem video của bên nhà Tuấn. Mọi người có thể ngồi nhớ phải like và đăng ký kênh ủng hộ cho bên nhà Tuấn với nhá. Bây giờ thì xin phép chào tất cả mọi người.